mà la ghê quá. La mà hả, cha hả đang ăn cơm mà hả bỏ chạy không kịp luôn mà. Hả? Mẹ tắm không được luôn. La hầm hết hồn luôn. Trời ơi, không ấy, đừng có la. Không phải la nữa. Sùm quá. Đợi 11 giờ rồi mà la sùm vậy, ai mà ngủ được? Hả? 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 Cười giỡn nhẹ nhàng thôi chứ. Trời ơi, giờ này nửa đêm rồi, đi la sùm ai mà ngủ được? Biết không? Ui này ơi, cái mặt tròn do như cái bánh bao luôn. Harry, nằm xuống. Rồi, nằm xuống ngủ nha. Nằm xuống ngủ nè. Nha, cái mặt tròn do luôn. Tròn do như cái bánh bao luôn. Trời ơi. Này, thôi nằm đi. Giờ này mà ngồi cái gì mà ngồi, nằm ngủ đi, ngủ đi, nằm ngủ. thôi mẹ không có nạt, mẹ kêu thôi à. Đi ngủ, không có ngồi. Ngồi gì mà ngồi, đi ngủ. Đi ngủ. Giờ này mà thức quậy. Đi ngủ. Đi ngủ. Thôi đi ngủ nè, đi ngủ nha. Ê, đi ngủ đi. Đi ngủ nha. Đi ngủ nha. Thôi. Đi ngủ. Giờ này mà cứ ngồi dậy chơi hoài. Đi ngủ nha. Đi ngủ nha. Đi ngủ nha. Đi ngủ đi. Đi ngủ.